Hello hello, rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Hôm nay em sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà mặt tiền chợ đang kinh doanh buôn bán đa ngành nghề ở đây ngay chợ, rất là sung nhá, kinh doanh buôn bán đủ ngành nghề luôn. Căn nhà mặt tiền này có diện tích là ngang 20, sâu 28m, thổ cư 100%, hiện đang kinh doanh buôn bán. Hiện tại có hai sổ riêng biệt, một căn là đang cho thuê với giá là 34 triệu trên một tháng và một căn là đang cho thuê giá 28 triệu trên một tháng, có bán lẻ hai căn luôn nhé. Quý vị nếu có nhu cầu mua hai căn, chủ nhà sẽ bán hai căn luôn, ngang 20, sâu 28, nhà hướng đông bắc, thuộc mặt tiền đường chợ. Đây là hai căn nhà em giới thiệu cho quý vị này, hai căn nhà Phương Thảo và Lò Bánh Mì này nhá, nằm ngay mặt tiền chợ, khu đường di chuyển rất là đông nhá. Từ vị trí này di chuyển đi thành phố Thủ Đức chỉ hết tầm khoảng 10 đến 15 phút thôi. Nhà này gần với ngã tư Chu Liêu, gần với nhà cầu thủ Tiến Linh, gần với ngã tư 550. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem trực tiếp, em sẽ dẫn đi xem nhé. Chợ rất là sung này. Đây là căn nhà em giới thiệu với quý vị này. Bây giờ em sẽ chạy lên đây review khúc chợ trên đây cho quý vị xem, rồi em sẽ sang đường quay trực tiếp ở trong căn nhà cho quý vị mình xem nhé. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem cứ alo với em. Chợ đang buôn bán tấp nập này, hai bên buôn bán rất nhiều ngành nghề. Đây là chợ, chợ buôn bán đa ngành nghề luôn. Quý chị có nhu cầu về đây mua ở vừa kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé. Đây. Đây là chợ này, công ty này. Đây là chợ này, chợ thông dụng nhá. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem cứ xem tham khảo ở ngoài. Nếu muốn gặp chủ nhà em sẽ dẫn đi xem chủ nhà nhé. Chợ này. Chỗ này là trung tâm của chợ luôn nhé. Kinh doanh buôn bán đa ngành nghề luôn, đường lưu thông tấp nập này. Vị trí này di chuyển đi trung tâm quận Nhất hết tầm khoảng 20 cây số, di chuyển sang bên sân bay Tân Sơn Nhất cũng tầm khoảng 20 km thôi nhé. Quý anh chị nào có nhu cầu liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hãy alo cho em. Em sẽ dẫn xem trực tiếp, anh chị có thể xem ở ngoài. Nếu muốn gặp chủ nhà cứ alo cho em sẽ dẫn cho gặp trực tiếp chủ nhà luôn nhé. Hiện tại chỉ là phòng trọ thôi. Vị trí rất là sung nhé. Đây, chợ này. Đây là dãy trọ hiện tại đang cho thuê là 34 triệu trên một tháng, hai dãy cũng cùng nhau nhé. 34 triệu trên một tháng, các bên là cho thuê 28 triệu trên một tháng, hợp đồng 5 năm. Căn bên này thì đang bán sửa, chủ đang kêu là 12 tỷ 500 triệu đồng. Còn hai dãy trọ úp mặt vào nhau này, chủ kêu 12 tỷ. Nếu quý vị mua cả hai căn
là giá 24 tỷ 500 triệu đồng, thu nhập tầm là 62 triệu đồng trên một tháng nhé. Thu nhập 62 triệu trên một tháng, sang hợp đồng cho quý vị luôn. Chợ rất là sung nhé. Đây, quý chị nào đi xem, em sẽ gửi định vị cho đi xem. Hiện tại thì những mấy cái này đang cho thuê, em cũng không tiện vào trong quay. Hai giá chỗ gần nhau, ngang 20, sâu 28, thổ cư 100%. Quý vị mua ngang 10 sâu 28 người ta sẽ bán luôn, hoặc là mua 20 sâu 28 cũng bán luôn nhé. Bây giờ em sẽ chạy xuống dưới, quay một khúc dưới đây cho quý vị mình xem này. Quý vị xem cái khu chợ này nhé. Chợ buôn bán rất là sung nha. Dưới đây là khu shop house này. Ở đây buôn bán đa ngành nghề luôn nhé. Chiều chiều buôn bán rất là sung. Cầu mua nhà shop house thì ở đây đang có một khu đang bán luôn nhé. Như ở đây người ta có để giá luôn. Những căn mặt tiền này bên chủ đầu tư họ đang kêu giá tầm là 10 tỷ trên một căn. Ở trong là tầm 6 tỷ một căn. Đây này. Nhà shop house. Rất là đẹp nha. Bán đa ngành nghề, quý chị nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em. Đây, trước mặt là hai căn nhà đang bán nhé. Đây, hai căn đang bán, ngang 10 sau 28, thổ cư 100%, giá là 24 tỷ 500 triệu đồng.